Bánh mì lẫn cát. Sao xe lâu đến vậy? Đông người quá, hết cả chỗ ngồi rồi cơ à. Đói quá, lúc nãy mình đi vội quá, không kịp ăn gì. Hay là mình ăn tạm bánh mì cho qua cơn đói nhỉ? Chị ơi, bánh mì bao tiền một cái vậy? 5.000 thôi em ạ, em mua đi, bánh chị mới làm từ sáng, vẫn còn nóng lắm đây này, em lấy 4 cái cho tròn tiền nhé. 10.000 ba chiếc chị nhé. Trả rẻ thế, chị lời lãi đáng là bao? Nhưng em chỉ còn chừng ấy tiền thôi, còn phải mua vé xe về quê nữa. Ừ vậy thôi, chị mở hàng cho em. Bánh mì gì mà khô thế này, biết thế không mua nữa cho xong. Ê trời ơi, trông lão ăn xin đang đến kìa. Nhìn bẩn bẩn thế nào ấy nhỉ? Đi đi, từ sáng chưa được khách nào, đã tới ám quẻ rồi. Ông ơi, cháu hết tiền rồi, chỉ còn đủ tiền mua vé xe về quê thôi ạ. Trời ơi, cô quan tâm đến mấy lão ăn mày này làm gì? Ai cũng như cô có mà làm giàu cho mấy lão rồi. Xe đến rồi kìa, đợi mãi từ nãy đến giờ. Mau lên xe thôi. Ông ơi, cháu biếu ông hai bánh này. Cô cho tôi thật à? Vâng ạ, à, thôi cháu về đây, cháu chào ông ạ. À. Dòng suối đục. Nắng nóng quá. Sư phụ, đồ đệ mệt quá, xin sư phụ có thể nghỉ chân một chút không ạ? À? Được rồi, đi một đoạn nữa rồi tìm chỗ nghỉ chân. Vâng ạ. À. Ôi, bay quá, tán cây này vừa rộng vừa bát. Sư phụ, hình như con nghe tiếng nước chảy đâu đây? Đúng, ta cũng nghe thấy. Sư phụ, để con đi lấy nước mát cho thầy. Kia rồi. Hả? Chán quá, đành phải chờ lát nữa cho nước suối trong lại vậy. Sư phụ, người ta mới vừa dắt dê qua suối, nước bị quậy lên đục ngầu nên con không dám lấy. Được con, vậy thì mình chờ một chút. Có nước mà không được uống, khát khô cả cổ. Giờ chắc được rồi, lấy nước đi con. Dạ. Nhảy đi chúng mày ơi. Nào, nhảy thì nhảy, sợ gì? Hả? Này, mấy chú nhóc, chớ có nhảy vội, để ta múc vài bát nước cái đã.
Ơ, sao lại thế chứ? Tụi em tới trước mà. Nè. Đám trẻ đáng ghét. Đi thôi tụi mày ơi. Liêu liêu. Liêu liêu. Thật là lũ quỷ sứ. Sư phụ, nước vẫn chưa uống được đâu ạ. À? Khi con ra tới nơi thì có một đám trẻ ngỗ nghịch, chúng nhảy tòm xuống suối đùa giỡn, làm nước đục ngầu lên rồi hả hơi bỏ đi. Không sao con, mình chờ thêm một chút nữa. Thưa thầy, nước đã bớt đục hơn nhưng vẫn chưa trong hẳn ạ. Không sao, chờ thêm chút nữa đi. Sư phụ, con mang được nước suối trong mát về rồi đây. Sư phụ, mời người uống chút nước mát. Cảm ơn con. Con xem, con đã làm gì để có được chỗ nước trong trẻo mát ngọt này? Dạ. Thật ra con chẳng làm gì cả. Con chỉ kiên nhẫn đợi cho cặn cáo có đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Con à, phàm ở đời, làm việc gì cũng phải giữ cho được sự bình tĩnh. Mỗi khi con nóng giận, con hãy bình tĩnh và chờ thời gian để mọi việc tự chịu xuống. Khi ấy, con vừa giải quyết được vấn đề, vừa không phải gây gổ dễ dẫn đến những việc hồ đồ. Sư phụ, con hiểu rồi. Chuyện trên đại dương. Ngày mới đến rồi. Anh Thuyền ơi, ông chủ sắp răng hơi rồi đấy. Anh dậy đi cho tỉnh táo, trời đẹp lắm. Đẹp cái nỗi gì, ngày mới đến là lại bắt đầu phải làm việc. Ông chủ ra thì đi, chứ sao phải dậy. Chào các bạn, chúc một ngày may mắn nhé. Mỏ neo xanh ơi, gọi anh Thuyền dậy đi thôi. Ông chủ Thuyền các anh ra rồi kia kìa. Ừ, anh ấy dậy rồi. Chúng tớ cũng chuẩn bị xuất hành đây. Nào, ra khơi thôi. Lại một ngày làm việc nặng nhọc. Cố lên nào anh bạn. Cá to quá anh Thuyền ơi, thích quá. Anh Thuyền sao mới sáng ra đã buồn thế? Để tôi hát cho anh nghe nhé. Thuyền ta ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền ta ra khơi đâu có ngày chi sóng gió. Suốt ngày chỉ sưởi nắng, hát hò rồi ngủ. Bảo sao ngày nào cũng dậy sớm, ra cái điều chăm chỉ với chả hân hoan đó ngày mới. Thật là mệt mỏi. Ngồi rồi lại làm hại người khác. Xin lỗi anh đừng giận quá mà nói thế. Mỗi người một việc chứ. Để tôi không thể chịu nổi. Cứu với, cứu tôi. Cần làm gì cái thứ vô ích ấy chứ. Về nhà ông chủ lại thay cái mới. Sóng lớn quá,
Phải neo thuyền ở đây, kẻo thuyền cứ trôi đi thì nguy hiểm lắm. Trời ơi, cái mỏ neo đâu mất rồi? Cứu, cứu tôi với. Không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc ra khơi, cái mỏ neo vẫn còn đó kia mà. Cứu tôi. Sao lại đến nông nỗi này? Thuyền không có mỏ neo ư? May cho cháu là chưa bị đại dương nhấn chìm đấy. Bác nói gì cháu chưa hiểu hả? Mỏ neo sẽ giúp cháu neo đậu vào những lúc sóng gió, thuyền không thể giữ cân bằng, dễ bị nước mạnh nhấn chìm. Cháu còn trẻ người thế này, chắc chưa gặp bão biển bao giờ nên không biết đấy thôi. Cháu đúng là kẻ nông cạn rồi. Chú cá thần. Khổ thân cái anh xuyển lỡ kia. Phải, mồ côi từ bé, đã vậy ở với nhà chủ lại bị đối đãi không ra gì nữa. Hiền lành, chăm chỉ vậy mà rõ khổ. Xuyển lỡ đâu? Dạ, có con ạ. Dạo này đồng án thế nào rồi? Đã cày cấy xong chưa? Dạ, đã xong hết cả. Chỉ chờ ra sau Tết là cấy thôi ạ. Ừ, mày phải chịu khó cày bừa cho thật ngấu vào nhé. Lúa năm nay mà không tốt bằng năm ngoái là ông hỏi tội. Củi cũng phải kiếm nhiều vào, để mùa đông còn cái mà đốt, nghe không? Dạ. Có con cá tươi ông mới mua được ở làng chài. Mày mang ra đằng sau nhà làm cơm đi. Đã lâu ông không được ăn cá, làm nhanh lên nha. Vâng thưa ông, con đi ngay đây ạ. Tội nghiệp nó. Chắc nó biết sắp phải chết nên buồn bã rầu rĩ thế này. Cá ơi, cá cũng biết khóc ư? Thôi, đừng buồn nữa, ta sẽ thả mày về với sông nước. Ta đã bảo mày làm cá cho ta ăn cơm mà, vậy cá đâu hả? Dạ, thưa ông, con trót làm nó sổng mất rồi ạ. Mày dám trêu ngươi ông hả? Ông đã dặn dò thế nào rồi mà dám làm trái ý ông? Con... Chúng mày đâu? Dạ. Kéo thằng này ra ngoài kia đánh cho một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà mau lên. Ông ơi. Chàng ơi, chàng đừng buồn nữa. Cô là... Thiếp chính là con cá mà khi trước chàng đã cứu đó ạ. Vậy ư? Vậy đó không phải là cá thường mà là cá thần ư? Thiếp vốn sống dưới thủy cung, đi chơi cùng chị bị dân chài bắt được, may nhờ có chàng cứu. Chàng đừng buồn nữa, thiếp sẽ giúp chàng có nhà cao cửa rộng, khiến ai cũng phải mơ ước. Chàng hãy vào trong đi, bây giờ nó đã là của chàng. Đa tạ nàng. Không biết thiên hạ đồn về sự giàu có của cái tên xiển lỡ kia có thật không? Trong một thời gian ngắn mà hắn lại giàu có đến như vậy ư? Mình phải đi xem thực hư thế nào mới được. Trời ơi, ngôi nhà kia mới to đẹp và lộng lẫy làm sao? Còn hơn cả nhà của ta nữa chứ. Dạ chào ông chủ. Thật vinh hạnh hôm nay được ông chủ hạ cố đến chơi. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tên này có cả nhà to và vợ đẹp hơn đứt cả mình rồi. Nhất định phải nghĩ ra cách để những thứ này là của mình mới được. Xiển lỡ nè, dù gì thì chúng ta cũng tình nghĩa chủ tớ bao năm. Anh có thể đồng ý với ta một chuyện này được không? Chuyện gì vậy? Anh đổi cho ta vợ anh và ngôi nhà này,
ta sẽ đổi cho anh toàn bộ tài sản và những gì có trong tay. Ông nói sao cơ? Dạ vâng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta phải ký giao kèo ngay thôi. Hả? Ngôi nhà nguy nga của ta đâu rồi? Cả người vợ đẹp nữa. Con thiên nga không đi tránh rét. Bà ơi, ra đây xem nè. Có chuyện gì vậy ông? Bà nhìn kìa, con thiên nga xinh đẹp này bay đến chỗ chúng ta, chắc hẳn là một điều tốt. Để tôi đi lấy ít cá cho thiên nga ăn. Phải đó, bà nhanh vào lấy ra đi. Nào, lại đây ăn đi nào, thiên nga xinh đẹp. À, thích quá, cứ được ăn ngon thế này thì tội gì phải đi đâu cơ chứ. Con thiên nga vẫn còn ở lại đây, thật là tốt quá. Này cậu, cậu chưa bay đi tránh rét à? Mùa đông sắp đến rồi đó. Ở đây rất tốt, sáng nào cũng được bà chủ cho ăn. Các cậu thích thì hãy ở lại, còn không thì cứ bay đi. Tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian. Ở đây đến mùa đông cậu sẽ chết cóng mất, vì mặt hồ sẽ đóng băng. Chẳng có chỗ trú, cũng không có thức ăn đâu. Các cậu cứ đi đi, không phải lo cho tôi. Ở đây tôi luôn được ăn no, nên sẽ không bao giờ đói được. Cậu ấy không chịu đi thì thôi, nào chúng ta đi thôi. Mấy cậu kia thật là ngốc nghếch. Nếu ở lại đây, chắc chắn chúng sẽ không cần nhọc công kiếm thức ăn. Đúng là ngốc nghếch. Thiên Nga, sao mày không đi tránh rét cùng mày mà vẫn ở đây ư? Ông ơi, xem nè, hãy cho nó ở trong này, nếu không nó sẽ chết cóng mất. Thật là tuyệt, ta cứ ở lại đây thôi, không bao giờ phải đi đâu nữa. Ta cũng không sợ mùa đông nữa. Đẹp quá. Bà ơi, chúng ta về lại đất liền đi. Tôi thấy trong người không được khỏe nữa, không thể đánh cá được nữa rồi. Phải rồi, ông đã đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi. Để tôi sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi đảo ngay nhé. Tôi để lại thúng cá này cho con thiên nga, hy vọng là nó sống sót qua mùa đông năm nay. Thích quá, thích quá. Cuộc đời mình thật là sung sướng biết bao. Hết thức ăn rồi, không biết bao giờ họ mới trở lại. Ôi, đói quá, làm thế nào bây giờ? Thôi, đành đi kiếm thức ăn vậy. Mùa xuân đến rồi sao? Thích quá, thích quá.
sao mình lại trở nên nặng nề thế này cơ chứ? Tất cả là lỗi tại mình. Suốt 3 năm qua, mình đã quá lười biếng, chỉ biết sống dựa dẫm mà không tự mình kiếm thức ăn. Để rồi bây giờ muốn tự bay đi kiếm mồi cũng không thể nữa. Trời ơi! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!